谁更肯定终老分，对客谋命莫当真。Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Con xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Dạ, và trong chương trình trong phần trước con chưa có các thầy và sư chưa có trả lời hết, nên con xin đọc lại câu hỏi và cho mấy thầy và sư cho thêm ý kiến ạ. Dạ, nhiều Phật tử có người thân qua đời đã thờ linh ảnh ở trong chùa, nhưng khi cúng kỳ dỗ thì chỉ tổ chức ở nhà, vì nghĩ ở chùa có chư tăng ni và quý Phật tử cầu nguyện hồi hướng hàng ngày trong các thời tụng kinh niệm Phật, như vậy có đúng không? Dạ, con xin mời Hòa Thượng Thích Viên Lý. A Di Đà Phật, thầy cảm ơn con về cái câu hỏi vừa rồi. Thưa quý vị đó, thường thì sau khi có một người thân đã vĩnh viễn ra đi, nói một cách khác là đã từ bỏ cái cõi tạm này, quý đạo hữu, kể cả những người không phải là Phật tử nhưng mà vẫn có một cái đức tin đối với chánh pháp, Phật tử không nhất thiết là phải quy y Tam Bảo bằng một cái lễ, rồi phải có một cái pháp danh. Pháp danh là sau này các vị tổ có cái dòng kệ theo cái thứ tự của dòng kệ đó cho pháp danh, chứ còn ở trong cái thờ mà Đức Phật còn trụ thế thì Ngài không có cho pháp danh. Ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Tử, Ngài Ma Ca Diếp, Ngài A Nan v.v. không phải là cái tên được Đức Phật đặt. Kể cả thời Lý, chúng ta thấy vua Lý Thái Tổ trước khi làm vua, làm tướng đã từng là một chú tiểu ở trong chùa và được thiền sư Vạn Hạnh đào tạo, nhưng mà vua Lý Thái Tổ cũng không có pháp danh. Kể cả vua Trần Thái Tông là một học giả, được xem như là một thiền sư lỗi lạc, cũng không có pháp danh. Nói như vậy để quý vị nào chưa có cái duyên quy y Tam Bảo, chưa có pháp danh, đừng nghĩ rằng là mình không phải là Phật tử vì mình không có pháp danh. Không, Kinh Pháp Hoa đã dạy rất là rõ, tùng Phật khổ sinh, tùng Pháp hóa sanh, đó là người Phật tử chân chính. Có nhiều người nghĩ ô, tôi có quyền thay đổi cái đức tin của mình vì tôi không có pháp danh hay là tôi chưa quy y Tam Bảo. Không phải, mình tin Phật, mình hành trì những gì mà Đức Phật đã dạy, đó là mình quy y Phật, mình quy y Pháp, mình sống đời sống thanh tịnh, hòa hợp, không có bạo động, không có chống trái, đó là mình quy y Tăng. Cho nên có cái từ gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Quý vị thỉnh chư Tăng, chư Ni đến để mà hộ niệm, rồi về chùa cúng thấp thấp trai tuần. Có nhiều người chung thất xong là đi mất luôn. Mình tự ra khi mà có dỗ quả á, dù ở nhà tổ chức mời cả gia đình đến, bạn bè đến cầu nguyện, cái đó rất là tốt, không có gì gọi là sai. Nhưng mà trở về chùa cùng với chư Tôn Đức tụng một thờ kinh, mang hết cả gia đình, mời cả bạn bè về, ở trong một cái không khí trang nghiêm thanh tịnh, tụng một thờ kinh, hoặc giả là tham dự một cái thờ tu học, nghe một bài giảng, rất là lợi ích. Chẳng những lợi ích cho người đã mất mà còn lợi ích một cách thiết thực và to lớn cho những người còn sống. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ô, chết là hết, tự giả biệt luôn, chúng ta không cần làm gì hết. Không, chết không phải là chấm dứt mọi sự. Mà bây giờ thầy muốn hỏi con nè, con là một ca sĩ phải không? Dạ. Con có một cái giọng hát cho thấy là rất là hay, và đã nỗ lực không ngừng để mà xin hỏi Jesse đó, đó. Con có cần những cái người khác để trợ giúp không? Dạ cần. Chẳng hạn giờ phải có một cái vị thầy để mà luyện, để mà mở cái gì? Cái giọng. Giọng hát nè. Dạ. Đó. Rồi phải tập, nhưng mà chưa nói. Còn bên cạnh là sao?
có ban nhạc, phải không? Ban nhạc con hát hay, nhưng mà ban nhạc đánh lạc nhịp con đâu hát được, phải cần cái sự trợ giúp. Rồi ví dụ con hát hay mà không có khán giả hỗ trợ cổ vũ thì con cũng không lên tinh thần con hát hay được. Cho nên phải trợ giúp, dù nó là cái nghiệp chính là do cái người quá cố đó, họ sinh đi đâu đâu, nhưng mà phải trợ giúp nữa, kể cả người sống. Bây giờ anh không được, phải có nhờ bác sĩ, giả là truyền, hay giả nhờ người họ đút côm, hay giả là tắm rửa vân vân, chứ đâu phải nói mình tự lực được. Mình tự lực là cái chính, nhưng phải nhờ cái sự hỗ trợ ở cái lúc mà mình cảm thấy khả năng mình không thể vượt qua được. Cái đó quan trọng lắm. Cho nên về chùa tụng một thời kinh, hoặc giả là làm những cái công đức lành hồi hướng cho hương linh thì sẽ rất là lợi ích. Chúng ta đang sống ở Mỹ, văn hóa của Mỹ, tôn giáo chính của Mỹ là Thiên Chúa Giáo. Thì sư nghe nói rằng là hình như đạo Thiên Chúa Giáo mà cha mẹ chết họ không có cúng dỗ như ở Việt Nam mình, phải không thưa thầy? Như lâu lâu họ đi nghĩa trang, họ thăm thôi, chứ họ không có cúng dỗ như Việt Nam mình là mỗi năm. Cho nên rằng là chúng ta là người Mỹ mà gốc Việt, dù mình có bị ảnh hưởng văn hóa Thiên Chúa ở đây đi nữa, nhưng mà chúng ta nhớ cái truyền thống tổ tiên cội nguồn của chúng ta là mỗi năm cúng dỗ và rất là hiếu thảo. Thành ra rằng là những ngày dỗ đó bên cạnh chúng ta thỉnh thầy, thỉnh quý sư tụng là thể hiện lòng hiếu. Nhưng mà cái quý hơn mà người ba mẹ của mình mà mắt mà muốn nhìn thấy là chính cái sự hiếu thảo của mình. Đấy, cho nên rằng là mong tất cả quý vị mình giữ cái cội nguồn của mình. Vì mình về mình tụng kinh như Hòa Thượng Viên Lý vừa nói rất là lợi ích. Lợi ích thân khẩu ý cho mình tịnh, lợi ích là mình biết tu tâm dưỡng tánh. Sư biết rằng là món quà mà ba mẹ muốn mình nhất á, là không phải rằng là cái dĩa bánh, dĩa xôi hay là bo bông, mà cái món quà mà ba mẹ muốn nhất là khi thấy nhờ cái sự ra đi vô thường của ba mẹ mà mình biết tới chùa, mình biết tu tập, mình biết thọ bát quan trai, mình biết làm công quả, mình biết cúng dường. Vì vậy cái sự ra đi của ba mẹ mà con được thay đổi như vậy thì nó sẽ là một cái chiến thắng lớn, là một cái niềm vui lớn. Còn bây giờ ba mẹ mất mà mình cứ thảy đến năm rồi gửi cúng dường rồi mình đi tuốt lúa, thành ra như vậy về cái nghĩa lý tức là chúng ta làm cho cha mẹ buồn, mà mình lại là mất cái cội nguồn người Việt của chúng ta rất là tình cảm, rất là hiếu thảo. Dạ A Di Đà Phật. Không biết mà đi trưởng có thêm đi em. Cái vấn đề mà những người chết rồi, cha mẹ ông bà gì mất rồi thì con nó lo lắng 3 ngày 2 ngày gì đó xong rồi mà đem gỡ về chùa, rồi nó để nhờ chùa lo cho. Mà ai có lo cũng bằng người nhà mình. Người nhà mình là một cái tinh thần an ủi gần gũi nhất đối với hương linh. Mà nếu mà quý vị thấy nói như vậy con lo xong rồi thì cứ bỏ đó là họ tủi thân. Mà sở dĩ mà họ chưa có sanh thiên được là chỗ quý vị quên họ. Nhưng mà họ không có quên quý vị, họ bám nơi quý vị, họ sát bên quý vị đó mà quý vị không có thấy. Mà quý vị bỏ quên họ là họ buồn tủi, là họ bị sa đọa. Cho nên quý vị phải cần săn sóc, cần hương khói và cần nhờ để về chùa cầu nguyện luôn luôn. Nó không mình mang về đó rồi mình thả đó rồi thôi, nên mình nói vậy là xong rồi, gỡ Phật gỡ chùa là xong rồi, ông bà tôi sẽ siêu. Ở Na Tha Nhất Nhật tại tù Thiên Thu tại ngoại nha. Ở dưới đây dưới ngục một ngày, ở đây Thiên Thu thời gian đã dài như vậy, mình chưa chắc gì ông bà mình đã siêu thoát. Mình cứ góp phần cầu nguyện. Nếu như giống dạng như cái cây mà nó chưa tốt mà mình bỏ phân tưới nước thì làm cho cái cây đó nó tốt, đơm hoa kết trái tốt đẹp hơn. Đó cũng như là ông bà mình đã siêu thoát rồi thì mà sự cầu nguyện của mình cũng không phải là dư. Mà cái cây nó chưa có tốt thì mình tưới tắm, mình bỏ phân cho nó để cho tốt. Nếu là ông bà mình chưa siêu thì mình cứ góp phần cầu nguyện để cho ông bà cứu quyền thất tổ mình
được siêu thoát. Mình là người phàm tục ở cõi này, mình cứ nói xong lo xong rồi chắc các cũng siêu hết rồi, còn gì nữa phải lo phải cúng. Mình đừng có nghĩ như vậy mà các vị hương linh họ tủi thân mà họ không có được siêu thoát. Như vậy quý vị luôn luôn nhớ đến ông bà cha mẹ bảy đời nhớ. Ông bà cha mẹ luôn luôn bên mình, mà quý vị nhắc là ông bà cha mẹ có bên chùa kêu tới kêu nói cụ ơi mở cửa cho thầy vô hỏi ai đó, nhưng mà các vị về với kêu cửa một cái là ông bà biết liền. Cho nên là góp phần sự cầu nguyện của chư Tôn Đức là một lẽ, còn cái phần gia đình là cũng rất là quan trọng lắm. Như quý vị ra tòa mà quý vị không có hiện diện thầy tòa dẹp hồ sơ, cái sự cúng bái là quý vị phải quy hết lòng để cộng tác lại để mà lo cái việc mà cầu nguyện cho nó kết quả mỹ mãn 100%. A Di Đà Phật. Cho nên về chùa thưa quý vị vẫn tốt hơn, cái môi trường thanh tịnh, rồi có những cái bạn tu, có chư Tôn Đức. Nói chung là người ta thường nói là ăn cơm có canh mà tu hành có bạn. Còn ở nhà mình nhiều khi có thể ảnh hưởng bởi tivi, bởi cái này cái khác, thành cái tâm nó không có được thanh tịnh. Chính vì vậy mà cái sự cầu nguyện, cái sự chú nguyện nó cũng giảm đi cái hiệu năng của nó. Mà cái năng lực thanh tịnh là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để giúp cho những người thân của mình đã không còn trên thế gian này có được một cái đời sống tốt đẹp hơn. Yeah. Rất tiếc thời gian không cho phép thầy cho chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hân hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.